Mika xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Không biết là mọi người á là đã đi phỏng vấn được bao nhiêu lần rồi, và mọi người bị từ chối bao nhiêu lần. Mọi người chia sẻ với mình trong bình luận đi nha. Chia sẻ với mình cái cảm giác mỗi lần mà bạn đi phỏng vấn và bạn gặp cái người phỏng vấn trực tiếp với mình á, nó như thế nào. Họ có tạo cái cảm giác là họ đang đánh giá mình một cách rất là nghiêm khắc hay không? Chia sẻ trong bình luận cho mình biết với nha. Tại vì gần đây á, cái văn phòng của mình có một chút thay đổi về mặt nhân sự, và mình phải phỏng vấn rất là nhiều người để đi tìm những thành viên mới cho đội của mình. Thật lòng mà nói á, thì mình cảm thấy là cái người manager trước á, họ tuyển dụng không có được kỹ, cho nên là nhân viên không có cái khuynh hướng là muốn ở lại làm lâu dài. Và điều đó dẫn đến việc là mình phải đi tìm những cái người nhân viên mới phù hợp hơn với cái công việc mà mình đang làm, và có cái tiêu chí là sẽ lâu dài với công ty. Mình mới nhận ra là ở cái vị trí mà là người tuyển dụng á, họ có rất là nhiều cái suy nghĩ. Tại vì ai cũng là con người mà, cho dù là ở cái vị trí cao thì họ cũng có những cái nỗi lo của mình. Mình cũng có những nỗi lo khi mà mình bắt đầu tuyển dụng. Và mình muốn chia sẻ một cái góc nhìn từ manager khi mà họ tuyển dụng. Mình cảm thấy á, cái điểm chung á, manager gần như cũng không có ai mà cảm thấy mình có đủ thời gian để có thể tìm hiểu về người nộp hồ sơ. Và đó là lý do mà khi chúng ta tìm hiểu để mà nộp hồ sơ, làm resume làm sao để mà tạo ấn tượng á, chúng ta đều được hướng dẫn á, là phải gây được một cái ấn tượng ban đầu thật là tốt. Vì họ xem quá nhiều hồ sơ, tại vì họ không có thời gian. Trước đây á, thì mình sẽ nghĩ là sao họ không có thời gian? Ở vị trí manager thì họ phải có khả năng sắp xếp thời gian chứ, đúng không? Nhưng mà trên thực tế, khi mà mình ở cái vị trí manager, tại sao lại có trăm ngàn công việc không tên? Giống như là mình bị cái áp lực là mình phải luôn luôn giữ cho cái văn phòng của mình đạt cái chất lượng tốt nhất. Vị trí của mình vẫn còn thấp hơn những cái vị trí khác nữa, như là regional manager. Và cái người regional manager đó sẽ quan sát cái chất lượng mà mình đang quản lý. Mình không thể nào mình lơ là được. Mình luôn luôn phải kiểm tra là nhân viên có làm việc tốt hay không, và mình phải kiểm tra cái supplies, và có rất nhiều cái hồ sơ mà mình phải đọc để đảm bảo là cái công việc mà mình đang làm nó đúng với những gì mà công ty mong muốn. Ngày nào đi làm cũng có những cái việc không tên như vậy. Và khi mà mình nhận hồ sơ từ bên bộ phận nhân sự, cái việc cuối cùng mà mình muốn làm đó là phỏng vấn một ai đó. Mình chỉ ước gì có ai đó làm đúng cái phần đó giùm mình. Tại vì khi mà cái vị trí của bạn á, là cái người phỏng vấn cuối cùng và mình sẽ đưa ra quyết định cuối cùng á, mình cảm thấy cái trách nhiệm nó lớn khủng khiếp. Nếu lỡ như mà mình tuyển sai người thì sao, đúng không? Mà mình tuyển sai người á, là sẽ mất thời gian của công ty. Mà đối với những cái tập đoàn lớn thì thời gian là vàng bạc, và họ luôn luôn làm mọi thứ rất là nhanh chóng, ai cũng chúi mũi vô làm. Thì dĩ nhiên á, khi mà mình tuyển dụng sai người, mình vừa mất uy tín mà mình vừa ảnh hưởng đến công ty, và đó là điều mình không bao giờ mong muốn. Khi mà mình tuyển dụng, mình cũng không đặt tiêu chí là nếu họ trả lời hay là mình sẽ nhận. Đây là quyết định cá nhân, tại vì mình nghĩ rằng thật ra những cái câu hỏi mà công ty đưa ra là những câu hỏi chuẩn cho một cái cuộc phỏng vấn. Ở vị trí của các bạn là người được mời phỏng vấn thì bạn cũng đã tìm hiểu những cái câu hỏi đó rồi, đúng không? Thì mình nghĩ là các bạn cũng sẽ có được những cái câu trả lời mà làm sao để gây ấn tượng với lại cái người tuyển dụng. Vì vậy đối với mình, câu trả lời hay và đúng bài bản chưa chắc là có thể thuyết phục được mình. Và mình cũng muốn nhìn vào cái thái độ của người đó khi trả lời, có cái sự chân thật hay không, họ có cái kinh nghiệm hay không. Mỗi người sẽ có những cái kinh nghiệm khác nhau, và mỗi người sẽ có những cái trải nghiệm cuộc sống khác nhau. Điều đó dẫn đến những cái câu trả lời càng thể hiện rõ là các bạn đã từng làm công việc đó và các bạn hiểu rõ công việc đó, hoặc có cái potential để làm tốt công việc thì mình sẽ chọn. Gần đây nhất á, mình có chọn một người mà mình cảm thấy bây giờ không hài lòng lắm. Mình cảm thấy tiếc là mình đã từ chối một người khác. Nhưng mà cái người bị từ chối đó, cái kinh nghiệm của họ rất là khác biệt và cao hơn những gì mà mình yêu cầu. Mình lại cảm thấy là mình không nên tuyển dụng họ vào. Bởi vì á, thứ nhất là họ sẽ không có khuynh hướng ở lại lâu. Và thứ hai á, chính mình khi tuyển dụng một người mà overqualified á,
họ có thể sẽ mất cơ hội để làm một cái chỗ tốt hơn. Còn cái người á, được tuyển dụng vào nhưng không thể hiện đúng với những gì mà mình mong muốn, đó cũng là một điều rất tiếc. Và mình cũng sẽ phải tự kiểm điểm bản thân, bởi vì mình đã tuyển dụng một cách không có tâm vào đúng cái ngày đó rất là bận và mình đã quyết định tuyển dụng người đó luôn, thì đó cũng là một cái lỗi ở manager. Sẽ có những lúc manager tuyển dụng những người không phù hợp với công việc của mình. Có thể là cái công việc ở ngay trong văn phòng nó quá là bận rộn và họ đã vô tình chọn lựa sai ứng cử viên. Mình chia sẻ những cái góc nhìn của một cái người tuyển dụng. Hy vọng là khi các bạn nghe video này á, nếu như các bạn không được chọn vào công ty mà mình mong muốn, cũng thông cảm cho những người tuyển dụng. Có lẽ là họ đã sai lầm, nhưng cũng có lẽ là họ có một cái tiêu chí khác mà họ không nói ra. Tuy là bản thân mình cảm thấy là mình dư sức làm được công việc này, nhưng mà đôi khi chưa chắc, bởi vì nó sẽ có những cái công việc khác không tên trong cái vị trí đó, và họ mong muốn tìm một cái người phù hợp với những gì mà họ đang trải qua, và có thể đó là những cái mà bạn không trải qua. Bạn cần đến một cái nơi phù hợp với bạn hơn. Chúc cho các bạn thật may mắn trong việc đi tìm việc của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong một video sau. Bye bye.